Xin cho chúng con lòng cậy trông thiết tha, để mến Chúa, để tin yêu Chúa muôn đời. Các bạn đứng lên hát cho nó mạnh bạo tí. Đây là lời cầu nguyện nhất, là xin đức tin, đức cậy, đức mến. Rất là quan trọng. Hai, và xin cho chúng con một đức tin vững bền, một đức mến để chỉ yêu Chúa mà thôi. Xin cho chúng con lòng cậy trông thiết tha, để mến Chúa, để tin yêu Chúa muôn đời. Xin cho chúng con lòng cậy trông thiết tha, để mến Chúa, để tin yêu Chúa muôn đời. Là ba đức tin, đức cậy, đức mến. Đức tin là khởi đầu, và đức cậy là cái giúp chúng ta tiến đến với Chúa, và đức mến là cùng đích, tại lúc bây giờ chúng ta được hợp nhất với Chúa. Xin cho chúng con hai bạn. Xin cho chúng con một đức tin vững bền, một đức mến để chỉ yêu Chúa mà thôi. Xin cho chúng con lòng cậy trông thiết tha, để mến Chúa, để tin yêu Chúa muôn đời. Mời các bạn chăm ngồi. Bây giờ qua nay tôi nói nhiều rồi, bây giờ các bạn chị em ai có thắc mắc gì như là ông chủ tịch đã chuyển giấy đó, chúng ta có thể, ai đã viết xong rồi chúng ta có thể trao đổi với nhau, chúng ta học hỏi như cha xứ muốn như vậy. Chúng ta học thì phải hỏi. Trong triết học có câu rất hay, đó là câu hỏi quan trọng hơn câu trả lời. Tại vì biết đặt vấn đề là biết giải quyết vấn đề. Chúng ta phải biết đặt vấn đề. Nhiều khi chúng ta đặt sai vấn đề thì chúng ta sẽ không giải quyết được. Có ai đã viết xong chưa? Vâng, có vài câu hỏi là không xin nhắc nhở là nếu mà anh chị em với ông bà, anh chị em nào mà có câu hỏi mà muốn trình cho cha đó thì xin đưa tay thì chúng tôi sẽ mang giấy và viết lên cho quý vị nhé. Và thưa cha, bây giờ có là ba câu hỏi rất là hay, hy vọng là cha sẽ giúp cho cộng đoàn chúng con trong ba câu hỏi này. Câu hỏi thứ nhất là chúng con có một cô bạn có chồng, bây giờ cô ấy muốn có một đứa con. Cô ấy muốn bị cấy, là cấy trứng, đó là tinh trùng đó. Thứ nhất là như vậy có tội không? Và có thì là tại sao lại có tội? Câu hỏi thứ hai là, theo cô ấy nói, cô làm như vậy là làm phước vì có ba cái phôi thai của một cặp vợ chồng không có người nhận, nên cô ấy nhận. Con có cố gắng giải thích cho cô ấy là không được, nhưng con không đủ khả năng để giúp cho cô ấy hiểu. Mong cha giúp cho con, cho cô bà con và tất cả mọi người hiểu được cái vấn đề này. Xin cảm ơn cha. Chúng ta thấy đây là một vấn đề liên quan, gọi là vấn đề luân lý sinh học, là bioethics. Và chúng ta thấy đây là vấn đề, nó trở lại vấn đề quan trọng là đâu là ý Chúa, đâu là ý mình. Và tất cả luật của Chúa mà giáo hội giải thích thôi, chứ cái luật này nó liên quan đến luật của Chúa, thì giáo hội giải thích luật của Chúa thì nhiều khi nó không đúng theo cái ý mình mong muốn. Chúng ta thấy, và tôi cũng thành thật tôi nói với bạn anh chị em, cái giáo huấn về vấn đề ngừa thai và thụ thai nhân tạo là cái giáo huấn bị chống đối nhiều nhất trong giáo hội. Tuyệt đại đa số giáo dân không có đi theo đường lối của hội thánh, và kể cả đa số linh mục cũng không xác tín vào cái giáo huấn của Humanae Vitae, của thông điệp và sự sống con người của Đức Thánh Cha Phao Luận Lục. Cái chìa khóa của nó, cái principle, cái định, cái nguyên lý căn bản của nó gì? Đó là cái nguyên lý trong cái việc kết hợp vợ chồng, trong cái hành vi giao hợp vợ chồng, đó là hành vi của yêu thương. Và cái hành vi đó nó bao gồm hai yếu tố, đó là life giving and love giving, hay là unitive and recreative, tức là chuyện truyền sinh và kết hợp. Đó là hai khía cạnh của một hành vi không được tách rời, không được tách rời. Và hai vấn đề đó là hai mặt của cái đồng bạc thôi, hai cái đều sai. Khi mà người ta ngừa thai nhân tạo, tức là người ta không có cho cái việc kết hợp vợ chồng nó ý nghĩa truyền sinh nữa. Nó chỉ là mình ở nhau vui vẻ, nó kết hợp nhau vui vẻ nhau thôi, mà không có open to life. Nó đơn giản như thế. Và ngược lại, cái vấn đề thụ thai nhân tạo
bác bỏ qua cái việc kết hợp vợ chồng để có một sự sống mới. Đó là chỉ có life giving mà không có bởi tình yêu. Và như vậy người ta nói khi mà chúng ta dùng cái phương thức thụ thai nhân tạo á, nó bao gồm cái nghĩa là mình sản xuất baby chứ không phải là sinh con. Manufacture. Và chính cái điểm đó nó dehumanize, nó hạ giá phẩm giá con người. Nên cái nó đơn giản như thế thôi. Tức là cả hai vấn đề, đây là Chúa dạy vậy và Hội Thánh cắt nghĩa. Và nhiều khi chúng ta muốn quá, thành thử chúng ta my will be done. Và vậy không muốn có con là triệt sản, không muốn có con là ngừa thai, không ngừa thai là phá thai. Đó là my will be done. Nó đơn giản đến thế. Chúng ta thấy là ở đây nhiều khi giáo hội ngày nay có một số chủ chăn, tại vì không dám giảng sự thật 100%, thành thử compromise. Dùng những chữ rất là nghe rất là bùi tai, nhưng mà cái gốc là sự mất lòng thiên hạ thôi. Thì chúng ta sẽ nói những câu ở Chúa thông cảm này. Rồi thôi ai mà giữ được, ai cũng làm vậy cả. Còn sao mà giáo hội bảo thủ quá. Đó đủ một ngàn là một lý do. Nhưng mà cái gốc là chúng ta không muốn sống theo cái đòi hỏi của Chúa Kitô. Nếu ta thấy đây là cái câu rất là rõ ràng, luật Chúa chứ không phải luật Hội Thánh nhé. Và ngày hôm nay nhiều khi chúng ta không có can đảm sống, và chúng ta tệ hơn nữa là sợ mất lòng, nên thành để chúng ta không có muốn đụng chạm. Chúng ta muốn, tức là muốn sự an bình giả tạo đó, tránh đụng chạm. Nó đơn giản như vậy thôi. Vâng, cảm ơn chàng. Là khi mà mình đi cấy như vậy thì tuy dụ như người phụ nữ họ sẽ lấy ra và người cái trứng, và họ sẽ bỏ cái tinh trùng của người đàn ông vào trong cái trứng đó, thì có thể là 10 cái trứng đó sẽ được thụ thai. Thì khi họ cấy cái phôi thai đó vào trong người đàn bà, nếu mà cái thai đã được thành công thì họ sẽ phá hết tất cả cái phôi thai kia. Thì dụ như 10 cái họ có 10 cái trứng của người đàn bà, họ có được họ cấy vào trong người đàn bà một cái rồi mà người đàn bà đã thành công có thai, thì họ sẽ giết chết hết tất cả chính cái kia. Họ không cần thiết là cái chính cái đứa kia cũng là cái con của người đàn bà đó, nhưng mà họ không thể nào hiểu hết tất cả 10 cái. Tức là những như vậy đó nó tương đương là một cái, tức là một đàn á, là vừa thụ thai nhân tạo một người mà đồng thời phá thai, đó chín cái tội phá thai, phá thai chín cái thai nhi là. Tại lúc là một trứng mà có tinh trùng mà là như vậy là một cái thai nhi rồi. Cảm ơn anh, nhưng mà thực ra đó không phải cái điểm chính nhé. Ngay kể cả các em bé được thụ thai nhân tạo thì các em có đầy đủ cái phẩm giá con người. Chúng ta vẫn là tôn trọng em như bất cứ một người nào hết. Chỉ có là lỗi ở cái cách thức của bố mẹ em thôi. Còn các em bé bất cứ con người nào, dù nó có bị deform hay sao, thì cái hình ảnh căn bản nó vẫn là con người. Chúng ta thấy là chúng ta phải respect. Câu hỏi thứ hai là: thưa cha, đi chơi casino có phải là phạm tội hay không? Có được đi rước lễ hay không? Thấy có người đi casino nhưng chơi vẫn đi rước lễ, người này chưa đi xin tội. Trước hết chúng ta nhớ nha, thực ra cái vấn đề chơi cờ đó nhá, giải trí nó khác với vấn đề ăn thua đủ. Giống như là uống rượu không có lỗi, nhưng mà say sưa thái quá thì mới lỗi. Nhưng mà nó ngay kể vấn đề casino đó, phần lớn cái đó là nó gợi đến lòng tham của chúng ta. Thành thử khi mà chúng ta chơi, mà chơi đến nỗi mà mê, rồi chơi đến sạc nghiệp luôn, thì như vậy là quá đáng. Tôi có một chị tôi quen, thứ nhì cũ của tôi bên đảo đó, mà vướng vào giống như bị ghiền luôn ấy, là thua cả hàng chắc cả nửa triệu bạc rồi, cái cầm nhà nó kia luôn, bao nhiêu lần vẫn chưa bỏ được. Rồi tôi nghe có những chuyện đó là nhiều khi mà vợ chồng chơi bạc quá rồi cuối cùng buồn tự tử chết nữa. Thành thử tôi rất là có dị ứng với lại cái chuyện mà cờ bạc như vậy. Tại vì cái cha ông mình nói không sai nhé, tứ đổ tường trong đó có cờ bạc. Cờ bạc là bắt thằng bần ha. Chúng ta thấy là rất là nguy hiểm. Nên chúng ta thấy cái nếu chúng ta
chơi cờ bạc thái quá là tội. Còn cái mức độ nặng nhẹ tùy có hoàn cảnh của mỗi người. Nó giống như tội ăn cắp ấy. Ăn cắp ít thì nó tội nhẹ thôi. Nếu mà ăn cắp nhiều thì tội nặng. Mà ăn cắp của người nghèo nó khác ăn cắp của cái người giàu. Nhưng mà tất cả đều là tội hết nhé. Còn riêng cái cờ bạc nó sợ nó hỏng cái mình. Nếu mình được thì người ta, tức là somebody suffer. Thế nhá. Mà mình thua thì mình khổ. Nên chúng ta thấy tôi cương bà anh chị em khi chúng ta chơi cờ bạc là một cái mắc bẫy của ma quỷ nhé. Tại chúng ta không làm mà muốn có ăn và ai cũng muốn như vậy, tất cả một sự phi lý. Nên chúng ta tập cho mình thói quen đừng bao giờ ham cờ bạc. Và vì vậy xin cái này tôi mở ngoặc thôi. Và vì vậy tôi cảm thấy dị ứng ngay kể cả những cái lý do, ngay cả những công cuộc từ thiện mà có những hình thức xổ số, những lô trúng to để gợi lòng tham. Đối với tôi không có chấp nhận chuyện đó. Một số người nói cho khó không, tại vì chúng ta phải trình bày kể cả phương thức thực hiện, cái lý do tốt. Tôi muốn share với các bạn xem một cái chuyện mà Chúa confirm cái suy tư của tôi. Ở California có một cha tổ chức vé số. Và trước đó có một cái tin rất là lạ. Đó là các nhà lãnh đạo tôn giáo, liên tôn, các mục sư, các linh mục và các thầy chùa họp lại với nhau chống quyết định của thành phố mở casino ở vùng Westminster, vùng Santa Ana. Và cái đó thành công. Người ta không được phép mở casino. Chỉ ít hôm sau, trung tâm công giáo của chúng ta tung ra vé số. 2 đồng một vé. Và để phát triển, để phổ biến. Lúc bây giờ cha, tôi rất là quý cha giám đốc trung tâm ngài rất tốt lành. Nhưng mà tại cái đó phần lớn ngài đã làm thôi. Không, nhà giàu chúng tôi cũng làm nữa mà. Để mình nói thẳng như vậy thôi, cái thực tế như vậy. Nhưng mà tôi có bài chuyện đó. Và tôi thấy là cái mục đích thì tốt, nhưng mà phương thức rất là phản giáo dục và nó rất là không có hợp với tinh thần đức tin. Tôi nói thẳng thắn, dù ở đây có thể các ông bà anh chăm làm, mà tôi cái đó lập trường của tôi, nó không vô sự phạt phạt, mà tôi chỉ ra của bạn chăm chú confirm cái suy tư tôi như thế nào. Thì không những ở dưới chúng dưới giáo phận Orange mà họ đưa lên cả giáo phận Los Angeles chúng tôi nữa. Và ngài ngỏ ý là nếu mà nơi nào bán á thì bán 2 đồng giữ được 1 đồng, mình cũng có lợi. Cứ là muốn mớm cho chúng tôi có cơ hội như vậy. Thì tôi nói là tôi nói trả lời nhẹ nhàng với ngài là con này ứng với vé số, con không chấp nhận đâu. Thì ngài đi với bà liên hội trưởng hội các bà mẹ công giáo nữa. Thì bà mẹ công giáo hỏi tôi nói thì các bà thấy không, các bà khuyên con gái chứ đừng chơi cờ bạc, rồi cái gì các bà bán vé số nghĩa sao, nó cũng cờ bạc vậy. Thì bà không chịu. Và sau đó ngài vẫn gửi cho tôi một số vé số vào chỗ cái cộng đoàn, cái nhà thờ mà nơi tôi coi. Thì đúng hôm thứ năm tuần thánh thì ông thầy phó tế ở đó, ngài đưa tôi cái bì thư mà gửi vé số đó. Thế là lạ lùng, tôi đã không muốn bán rồi. Mà tôi đi một nếu mà ngài gửi về tôi cũng cho recycle thôi. Tại vì tôi thấy là không chấp nhận, tại tôi rất in chặt. Trong giáo xứ tôi muốn là giáo dân của tôi như vậy. Và khi đến thì nó lạ lùng thay, tôi không muốn bán, chỗ cũng chiều. Nó cái ruột nó mất hết là chỉ cắn vỏ thôi. Tôi chỉ ra mấy ông, tôi đã không muốn bán rồi. Mà người ta đến, tôi phân tích cho các bạn chẳng thấy nhé. Tại cái giáo xứ đó luôn, ở West Covina, sau này mới xảy ra năm ngoái, giáo xứ muốn có tiền, tổ chức vé số mà 50 đồng một vé, có mấy lô trúng 3 cái xe, sau này phải đình hoãn lại. Tại sao? Tại tiền bán vé số không đủ trả cho 3 cái xe. Tức là sau này có sổ, nhưng mà cuối cùng mấy cái lô trúng hết, bao nhiêu người bỏ tiền ra là không có được cái gì hết. Nên khi tôi nghĩ thứ nhất, tôi phân tích ra cho các bạn thấy cái sự sai trái là chúng ta dùng cái phương thức đó nó rất là trần tục. Thứ nhất là tôi nghĩ mình coi thường cái người đóng góp, đưa cái lợi ích vật chất dụ họ. Thứ hai, thực tế cái tiền lô trúng cũng là tiền của giáo dân. Như vậy một số phần trăm cái tiền đóng góp nó đi vào chỗ somewhere else. Kế đến cái tiền invest số là mất trắng. Không ai được cái tiền nó là mất trắng. Kế đến mất bao nhiêu công người ta bán vé số. Nên tôi thấy là đối với cá nhân cái này, tôi rõ ràng tôi thấy là cái đó nó không hợp với tiền đức tin. Tại sao một đồng họ đóng góp dùng cả vào cái mục đích chung? Đó là cái câu trả lời cho casino. Câu hỏi tiếp là thưa cha, đạo Công giáo có cho phép cúng cơm hàng ngày cho người chết không? Người chị con nằm mơ thấy mẹ chồng đã qua đời, nói rằng sao tụi bay không cúng cơm cho tao.
À, đối với mà anh em, tất cả những giấc mơ nó không có nhất thiết là phản ánh cái sự thật nhé. Thứ nhất là chúng ta không nên tin vào mộng mị. Thứ hai nữa, chúng ta biết cái người chết đã thuộc về Thiên Chúa rồi, không phải ăn uống được. Thành thử khi mà cúng cơm theo nghĩa là chúng ta có một cái niềm tin khác như là Chúa dậy thì nó lỗi, không có hợp với đức tin. Nhưng mà nếu mà giống như là trong tưởng nhớ cha ông, mình thay vì dâng hoa và cái tưởng nhớ là cái kiểu mà tưởng nhớ bố mẹ thì nó chưa hẳn là lỗi. Thành thử tôi nghĩ là nếu chúng ta đức tin trưởng thành thì chúng ta thấy không cần thiết, tại cái chén cơm bỏ lên đó rồi nó hư, nó thiêu đi, uổng đi. Thì cái chén cơm đó là mình ăn hay cho người nghèo thì tốt hơn, thì cái thực tế là như vậy nhé. Cảm ơn. Thôi có kế tiếp là xin cha cho con hiểu biết về bí tích hôn phối và sự kết hợp vợ chồng. Bí tích hôn phối, cái này tôi không có, tức là tôi không có lãnh bí tích đó nhé. Nhưng mà đúng, chúng ta phải biết là bí tích hôn phối là gì. Thưa là bí tích Chúa Giêsu đã lập để cho hai người tín hữu được nên một với nhau trong Chúa, để hai người cùng nhau yêu thương nhau, giúp đỡ nhau và sinh sản giáo dục con cái để làm triển nở cái giáo hội thánh của Chúa. Và chúng ta phải hiểu rõ về bí tích hôn phối nhé. Một số người là tôi làm lễ đám cưới cho con họ xong, đến thưa cha cảm ơn cha đã ban phép bí tích cho con của con. Đúng không? Sai. Tôi không có ban bí tích. Tôi đứng tôi chứng hôn, nhưng mà cái người cử hành bí tích là người chồng và người vợ nhé. Hai người làm bí tích cho nhau. Còn tôi không có làm được bí tích hôn phối, tôi chỉ chứng hôn thôi. Trong những hoàn cảnh theo luật thường của giáo hội là phó tế hay linh mục hay giám mục có thể chứng hôn, nhưng mà trong những điều kiện đặc biệt vụ không có linh mục ở đó, giám mục có thể cử một người nào đó nhận cái lời chứng hôn cũng được. Nên bí tích chỉ thành giữa hai người rửa tội với nhau thôi, nó là bí tích. Và ở đây chúng ta nhớ nhé, khi bí tích là một cái giao ước, và giao ước đó không phải chỉ có hai mà là ba. Đức cha Funeshin nói rằng phải có ba mới làm thành một cái tình yêu hôn phối. Giống như Chúa Ba Ngôi là tình yêu, phải có Chúa Cha Lạp rất nổi tiếng là Socrates. Thì ông ta có một câu khuyên với bạn trẻ như thế này. Cái này rất là không có hợp cho vấn đề cổ võ ơn gọi đâu. Khuyên các bạn, nhất là bạn trai đó. Thì khuyên là đàng nào anh cũng nên lấy vợ. Cứ mà anh chị em biết là ngài ông triết gia này ông lý luận sao không? Nếu anh gặp một người vợ hiền thì anh hạnh phúc. Còn nếu anh gặp một người vợ không hiền lắm, một vợ dữ á, thì anh chẳng triết gia. Thì ông ta nói được kinh nghiệm của cá nhân ông ta. Thì ông tất cái triết gia này thích nói chuyện bàn hỏi lắm. Thì ông này có những người bạn hay bàn hỏi với nhau, đến họp nhau. Thì một hôm mà mấy bạn bè đang họp nhau như vậy thì bà vợ bà khó chịu lắm, bà không hiếu khách. Bà đi qua bà nói xiên cái, nói đi lại nói xỏ cái. Thì ông sau khi tiên ông sợ mất lòng bạn, ông nói chứ anh, các anh em đừng có để ý con gà mái muốn cục tác kệ nó. Thì bà nghe được bà tức quá, bà chạy ra ngoài kia, bà ôm cái thau nước, cái rửa chén, rửa rau còn ngoài đó, bà cầm bà tát cả vào mấy bạn bè. Thì ông triết gia này, ông vẫn bình tĩnh. Ông nói, thì các anh phải hiểu, sau khi bão bùng thì nó phải có mưa chứ. Nhưng là thấy là cái bí tích hôn phối rất đẹp nhé. Tôi nghĩ, mặc dù mình ra là linh mục rồi, mình nghe nhiều chuyện nhé. Tôi nghe nhiều chuyện lắm. Nhiều khi là các bà, nhất là các bà thương các cha lắm, muốn giữ ơn gọi cho các cha đó. Thì hãy an ủi chúng tôi, cha ơi, thấy xanh xanh đỏ đỏ vậy mà chớ mó vào, lo cho cha mất ơn gọi. Nhưng mà tôi vẫn nghĩ cái đời sống hôn nhân nó rất đẹp. Chúa dựng nên, tại vì mỗi người làm chứng cho tình yêu của Thiên Chúa một cách khác nhau. Trong tình yêu tôi nghĩ nó tuyệt vời lắm, cái bí tích hôn phối rất là tuyệt vời. Tại vì cái hình ảnh đẹp nhất của tình yêu đó là hình ảnh phu phụ, Thiên Chúa Giêsu làm người, Chúa làm người và Chúa ví ngài là chàng rể của tân ước. Và nước trời được ví như tịch cưới. Nên thưa các bạn anh chị em, khi ông bà anh chị em được tạo dựng, được Chúa mời gọi, cơn gọi hôn nhân gia đình rất đẹp. Khi ông bà anh chị em nhiều khi missing the point. Mình có phúc mà không biết hưởng. Tôi thấy nhiều khi mình trời ơi, có những người
mà họ lấy nhau á, xong họ đụng chạm, họ vào, mình vừa thương vừa bực, có phúc mới bị hướng. Tại sao vậy thưa bạn chị em? Như ông chức giám nó cũng đúng hay không đó nhé. Tại vì nhờ trong cái tương quan vợ chồng, khi ông bà anh chị em hiểu đúng thì ông bà anh chị em có kinh nghiệm sâu hơn về Thiên Chúa. Tại vì cái tình yêu vợ chồng nó phản ảnh cái tình yêu của Thiên Chúa đối với hội thánh, và cũng phản ảnh tình yêu của Thiên Chúa nó gần gũi chúng ta. Thế nhiều khi ông bà anh chị em phải nhớ, chúng ta đưa vào đời sống cầu nguyện ấy, chúng ta sẽ không có kinh nghiệm về Thiên Chúa nếu chúng ta không có kinh nghiệm về tình Chúa, nếu chúng ta không hiểu tình đời, tình người. Nên các ông bà anh chị em nhiều khi không có nhận ra cái vẻ đẹp của đời sống hôn phối. Tại vì có thể cái niềm vui trong tình yêu vợ chồng, nó nói trước niềm vui nước trời nhé, nó rất thần thiêng, và nhiều khi chúng ta tục hóa nó. Đúng ra chúng ta phải thánh hóa cái tình yêu đó thì chúng ta tục hóa. Nên các ông bà anh chị em phải xin Chúa cho mình nhận ra. Trong tất cả những món quà, tôi nghĩ sau món quà sự sống và đức tin thì cái món quà rất là quý, cũng bà anh em nhiều khi không có cherish nó đủ, không có trân quý đủ. Tôi nghĩ người mà cũng bà anh em phải biết ơn hơn cả sau Đức Chúa Trời là chính người vợ hay người chồng của mình. Tại vì cái mầu nhiệm đó là hai người nên một nhé, cái mầu nhiệm hiệp nhất rất là tuyệt vời. Nên cũng bà anh em nhiều khi không hiểu, tại vì đó là một rồi, và một khi đã thành rồi là không có một cái quyền lực trần gian nào có thể tháo gỡ hết. Và chúng ta chỉ có một đường duy nhất thôi, là cái câu hỏi là không phải là có tiếp tục hay không, mà cái câu hỏi là làm thế nào để nó xây dựng cái tình yêu tốt hơn. Tôi hỏi thật các bà anh chị em á, ở đây có người nào mỗi ngày nào cũng vậy cảm ơn Chúa vì đã có vợ có chồng của mình không? Ai có không, giơ tay lên. Sao ít vậy? Đúng là phải giơ hết. Mà có ai đã thường xuyên nói với vợ mình câu này không? Cảm ơn em đã yêu anh, hay là cảm ơn anh đã thương em, có chưa? Nếu ai chưa thì tối nay về practice. Tại cái này rất là quan trọng, tại vì quan trọng vô cùng. Nếu hồi nãy tôi nói với các bạn chị em đó, chúng ta thương nhau, Chúa cũng thương chúng ta, và Chúa làm người. Cái câu nguyện chúng ta nói với nhau đó, cái lời nguyện, tôi nghĩ cái lời nguyện ngắn mà đẹp nhất là lạy Chúa xin thương xót con. Tại vì chúng ta yếu đuối tội lỗi mà Chúa thương mình, và chúng ta phải cậy trông lòng thương xót Chúa vô cùng. Nên cái Chúa thương xót rất quan trọng. Và kế đến cái lời mà Chúa muốn chúng ta nói nhiều hơn cả đó là mình thương Chúa. Tại Chúa mong được mình thương. Tại không phải Chúa cần gì, nhưng mà tại Chúa yêu mình quá rồi. Đến năm 2000 tôi mới đọc được cái bài đó mà tôi ngỡ ngàng luôn, trước mình không nghĩ như vậy. Mà Thái Hoàng Sô như vậy nhé, trong cái tuần của Nhật Kính Thánh Tâm, Chúa Giêsu nói câu ông bà anh chị em về nghĩ câu này là thấy khủng khiếp lắm. Chúa yêu thương chúng ta và Chúa mong muốn được chúng ta yêu như thể, as if, như thể chúng ta là Thiên Chúa của Ngài. Nghe kinh khủng chưa? Chúa thương chúng ta kinh khủng như vậy đó. Nên đó là cái về tình yêu Thiên Chúa và tình yêu vợ chồng, nó phản ảnh tình yêu đó. Vâng, cái câu hỏi về gia đình thì có rất là nhiều, thì là con tiếp tục với câu hỏi này. Thưa cha, nếu người chồng bỏ vợ đi và có một gia đình khác không về, vậy khi người vợ lập lại gia đình khác, vậy có được xưng tội đức lễ không? Thì trong phần chưa nói rõ ràng rồi. Nếu mà một người bỏ vợ mình mà đi người khác thì đó là phạm tội ngoại tình, và người này cũng vậy, tức là ông ăn trả bán anh em, như vậy mình nghĩ là huề, không có huề, như vậy ấy là tự mình hại mình thôi. Và thưa các bạn chị em, đó là lý do rất là quan trọng nhiều khi chúng ta quên. Tôi thấy những cái gia đình đổ vỡ như vậy á, mình tưởng nó rủi, nhưng mà trong cái rủi nó có cái may nhé, nếu ta có đức tin. Còn nếu các bạn không chấp nhận thì thua thôi. Tại vì Chúa muốn nói cho chúng ta biết một chân lý như thế này, đó là cái người chồng lý tưởng không có trên trần gian, người vợ lý tưởng không có trên trần gian. Và khi chúng ta bị thất bại như vậy đó, thì Chúa muốn chỉ cho chúng ta một cái chỗ dựa duy nhất. Và Chúa muốn hỏi lại chúng ta một câu mà hồi nãy cha Lân giúp cho chúng ta xác mình đó: một mình ta đã đủ cho con chưa? Tại nếu chúng ta có Chúa đó, nó lạ như vậy. Khi chúng ta có Chúa trong hội đền hôn nhân, thì chính Chúa bổ túc
cho phần thiếu sót của người chồng. Và chính Chúa, nếu mình là người vợ, thì Chúa bổ túc cho sự thiếu sót của người chồng. Và đồng thời Chúa sẽ bù đắp những gì mà người chồng không làm cho mình. Và đồng thời Chúa cho mình có khả năng để yêu thương chồng mình, kể cả khi anh ta không còn ở với mình nữa. Và cái ơn của bí tích thêm sức đủ cho chúng ta trung tín đến cùng. Mà nó khổ một cái á, là chúng ta nhiều khi không có tin tưởng ở quyền năng của Thiên Chúa. Và vì vậy chúng ta thấy cái đời sống tu sĩ chúng tôi, có các sơ hay là các cha chúng tôi đó, nhắc cho cô bà anh chị em, có nghĩa là chúng tôi vẫn sống vui kể cả khi không lấy vợ, hay là các sơ vẫn sống vui kể cả khi không lấy chồng. Đúng không? Đúng các sơ? Các sơ thì giá thôi. Và một số người chúng ta lầm nhé. Chúng ta nghĩ rằng chỉ các sơ với các cha mới chọn Chúa là bạn trăm năm. Nói như vậy không đúng. Qua bí tích rửa tội, mỗi một người chúng ta đều kết hôn với Thiên Chúa hết, với Chúa Jesus hết. Nhớ nhé. Còn chúng tôi là những người sống cái liên hệ đó một cách triệt để, kể cả cái đời sống tự nhiên của mình cũng gắn vào với Chúa luôn. Nhưng mà cô ông bà anh chị em nhớ là ngay cả khi chồng mình hay vợ mình không trung tín, Chúa vẫn trung tín. Và nếu chúng ta trung tín với Chúa, Chúa sẽ bù cho chúng ta. Đó là lý do một số người ấy, nhiều khi nhận ra điều đó đó, nói là trời ơi, là bây giờ còn khỏe hơn nữa, tại có giờ cho Chúa hơn. Đó là người ta lại nhìn ra cái khía cạnh cả nữa. Nên chúng ta thấy là quay về Chúa thì mọi cái sẽ trở tốt cho chúng ta. Vâng, câu hỏi tiếp là trong trường hợp của các cháu sống với nhau mà chưa có kết hôn, các cháu xưng tội mà không được rước lễ, gia đình có khuyên các cháu với sự sống tự do và không thể, nếu mà không thể tránh được những đam mê dục cũng nên đi rước lễ nếu có lòng ao ước Chúa dù vào để con có thêm nghi lực để vui sống, thì con cứ mạnh dạn nói với Chúa và con rước lễ còn hơn con nghĩ là không được rước lễ, con không đi lễ đã sai là càng sai hơn. Có nghĩa là nếu mà các anh em đã sống với nhau chưa có biết cái hôn phối thì họ khuyên là nếu mà không đi rước lễ, không đi lễ thì chẳng thà đi lễ rước lễ còn hơn là mất hết tất cả. Cảm ơn anh. Cái câu hỏi là một câu hỏi rất thực tại nha. Nhiều các người và nhiều người confused chuyện này. Và chúng ta biết Đức Giáo Hoàng Francisco ngày rất quan tâm về mục vụ gia đình. Và trong Thượng Hội đồng Giám mục sắp tới, người ta đưa bàn cãi về vấn đề mục vụ gia đình. Và tôi rất là có cái ưu tư là chúng ta thấy tất cả cái đường lối mục vụ chính xác, nó phải dựa trên cái đức tin chân thật. Và mới xảy ra cái hiện tượng rất là đau lòng là tại một giáo phận ở bên Đức, người ta đã đi theo cái chiều hướng là kể cả những người mà ví dụ là ly dị rồi tái hôn thì họ có vẻ chiều cái hướng là để cho tùy mấy người đó lên rước lễ. Và khi như vậy thì Đức Hồng Y Bộ trưởng Bộ Đức Tin mới đưa ra cái thông báo nói là cái đó phải rút lại cái quyết định đó, cái đó nó không hợp với lại đức tin Công giáo. Và trở lại ở đây, chúng ta nhiều khi chúng ta mất đi cái ý thức về sự thánh thiêng của bí tích thêm sức, bí tích thánh thể. Và rất nhiều khi chúng ta rước lễ để thỏa mãn cái nhu cầu tâm lý chứ không phải là rước lễ theo cái chiều kích đức tin. Và cái khốn nạn nhất ngày hôm nay là các linh mục hay các chủ chăn á, là đi theo tâm lý hơn là đức tin. Và một cái tệ hơn nữa là tự đặt ra cái sự phân biệt giữa đức tin và luân lý, tại vì hai cái đó gắn liền với nhau, không thể separate. Và nhiều người đức tin nó là căn bản, nhưng mà bao giờ cũng kèm theo cái đòi hỏi của đức tin là luân lý. Chúng ta không thể nào có một hay không hai nhé. Nên chúng ta trở lại ở đây, xét về phương diện bí tích theo luật, ngay khi học thần học cái căn bản để buộc phải rước lễ đó, theo giáo luật trên nguyên tắc để không phạm tội đó, để khỏi lỗi luật, thì một năm ít là một lần mình rước lễ thôi, là nguyên tắc là đủ luật. Giáo hội khuyến khích mình rước lễ thường xuyên nhưng mà không có luật buộc. Và ngay cả cái luật đó là luật của hội thánh. Và Chúa Giêsu khi nói rằng ai ăn thịt và uống máu ta
thì sẽ có sự sống. Ai không ăn thịt và không uống máu sẽ không được sự sống đời đời. Thì cái thịt và máu đây là chính Chúa Giêsu. Chúa Giêsu là bánh hằng sống. Và chúng ta ăn bánh hằng sống đó dưới nhiều hình thức. Và cái hình thức cao cả nhất, trọn vẹn nhất là thánh thể. Nhưng không phải chỉ khi rước thánh thể mới kết hợp với Chúa. Trong những môi trường người ta không có linh mục, người ta đâu phải vì vậy mất linh hồn đâu, đúng không? Đó phải nhớ nhé, phải đặt đúng cái chỗ của nó. Và Thánh Gioan Maria Vianney, khi Ngài giải thích cái lời của một người phụ nữ ca tụng Đức Mẹ đó, là phúc cho vú đã cho thầy bú, phúc cho dạ đã cưu mang thầy và vú đã cho thầy bú, thì Chúa Giêsu trả lời: nhưng phúc hơn cho những người nghe và giữ lời Chúa. Thì Thánh Gioan Maria Vianney cách nghĩa rằng một người tham dự thánh lễ rước lễ không đẹp bằng lòng Chúa bằng cái người nghe và giữ lời Chúa. Nếu chúng ta rước lễ mà chúng ta không có sống lời Chúa thì như vậy là một sự là trái ngược với cái hành vi chúng ta làm. Và chúng ta như vậy là chúng ta không có đúng ý hội thánh. Và khi chúng ta liều mạng vào thì chúng ta quên lời của Thánh Phaolô: ai rước mình vào máu Thánh Chúa bất xứng là rước lấy phần phạt của mình. Nên thưa các bà anh chị em, chúng ta phải hiểu đúng đức tin. Nên trong những hoàn cảnh đó, trong cái tông thư về đời sống gia đình Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô đệ nhị đưa ra, Ngài khuyên giả sử những người trong tình trạng mà ví dụ như là ở chung nhau chưa bỏ nhau được, hoặc là ví dụ mình ly dị rồi ở với người khác, thì giáo hội khuyên đừng có chán nản, đừng có tuyệt vọng cái khó khăn của ông bà anh chị em, Chúa hiểu. Nhưng mà dũng phải giữ luật đi lễ ngày Chủ nhật, nhưng mà không nên rước lễ tại mình chưa ready. Và kể cả chúng ta trong cái điều kiện bình thường, không phải lúc nào chúng ta đi lễ trong rước lễ hết. Chúng ta cảm thấy hôm nay mình chưa có chọn mình cho đủ, mình không nên rước lễ vì khiêm nhường cung kính, cũng chưa hẳn là mất lòng Chúa. Chúng ta phải nhớ là chúng ta khi không có ngăn trở, nó cố gắng rước lễ. Nhưng mà cái lợi ích của chúng ta khi rước lễ, nó không phải vì chúng ta rước thánh thể nhiều ít, nhưng mà nó ăn thua ở cái mức độ lòng tin và tình mến chúng ta dành cho Chúa. Chúng ta thấy là cùng rước lễ hết nhưng mà tình trạng khác nhau. Có những người rước lễ biết mình có tội trọng mà cố tình rước lễ để che mắt người khác, chẳng những không được phúc mà còn có tội thêm. Có thể có những người có lỗi đó, nhưng mà không ý thức mình đang có lỗi thì họ rước lễ. Có thể họ không phạm tội vì họ không có tình xúc phạm đến Chúa, nhưng mà cũng không có lợi lộc gì cho họ hết, tại họ không có làm theo thói quen thôi. Có những người rước lễ thì yêu nhiều thì ơn nhiều. Và vì vậy có một câu chuyện trong nhật ký Thánh Faustina kể đó, khi mà chị lên rước lễ thì chị thấy trong bình thánh có một thánh thể nhúc nhích rất sống động. Thì khi mà lên rước lễ thì chị thấy là chính linh mục cầm ngay cái bánh thánh nhúc nhích đó, đó sống động đó, cho chị chịu. Thì chị rước Chúa vào và chị nói chuyện với Chúa liền. Chị nói là: thưa Chúa, bộ Chúa không ở trong tất cả thánh thể đó sao, bánh thánh đó sao, mà sao chỉ có một bánh thánh con chịu Chúa, là Chúa cho con thấy Chúa sống động như vậy. Thì Chúa trả lời như thế này: đúng, ta ở trong tất cả những bánh thánh đó, nhưng không phải ai lên rước ta cũng có lòng tin như con. Đấy, nên chúng ta thấy là nên chúng ta phải để ý trong vấn đề ngay cả cái cách thức của sống đạo, nó phản ảnh cái đức tin của chúng ta. Nên tôi vẫn rất là quý mến những anh chị có nhiều khi họ không rước lễ, mà nhiều khi tình trạng linh hồn họ đẹp hơn chúng tôi nữa. Tại nhiều khi mình làm lễ, mình dâng lễ, nhưng mà nhiều khi mình đang trong tình trạng tội, tức là bí tích vĩnh hành, nhưng mà mỗi lần mình không có sám hối mà mình làm như vậy là mình đang phạm sự thánh này. Mà nhiều khi chúng ta che mắt người đời hết. Nói như vậy không phải là mình quá sợ hãi, nhưng mà những người trong hoàn cảnh không có gì ngăn trở, giáo hội khuyên chúng ta nên yêu mến việc kết hợp với Chúa. Nhưng chúng ta phải hiểu rõ cái tình trạng, điều kiện giáo hội đưa ra, đó là chúng ta phải sạch tội trọng, thứ hai là có ý ngay lành, rồi cái thứ ba cái giữ cho thánh thể là phụ thôi. Nhưng mà chúng ta phải có lòng kính sợ Chúa. Ngày hôm nay người ta không có kính sợ Chúa, nên chúng ta thấy là nó mất đi bao nhiêu cái điều mà chúng ta cần phải ghi nhớ. Về cái vấn đề này thì tôi thấy nó là cái vấn đề mục vụ ở địa phương. Thì ở đây tại Hoa Kỳ phần lớn các đức cha cho phép
Cái vấn đề cho phép rước lễ bằng tay. Và tôi nghĩ là nó tùy cái sự chọn lựa đó, mình tôn trọng cái sự chọn lựa của mỗi người. Và cái tiêu chuẩn ấy, tôi thấy để ý, mỗi khi Đức Giáo Hoàng Benedicto, Ngài là cái người rất là rành về phục vụ, thì tôi thấy là Ngài refer, là khi tất cả thấy người mà đến rước lễ với Đức Giáo Hoàng đó, Ngài refer là người ta rước lễ trên lưỡi. Nhưng mà đó không phải là cái duy nhất. Và có một số nơi thì một số cha lại không muốn cho rước lễ trên lưỡi như vậy. Ngài nói thấy là bất tiện, thì Ngài cho nó rước bằng tay nó lẹ hơn, nó gọi là nó dễ dàng hơn. Thành thử bây giờ theo giáo hội dạy thì cái lòng cung kính ở bên trong nhiều hơn bên ngoài, tôi nghĩ vậy. Nhưng mà cái tiêu chuẩn thì nó, cái standard vẫn là vấn đề rước lễ bằng lưỡi. Nên là để chúng ta phải respect cái chọn lựa của ông bà anh chị em. Thành thử tôi respect tất cả các chuyện đó. Tức là không có, đối với tôi là nó. Nhưng mà cái refer, theo cái truyền thống là refer này, người ta rước lễ bằng lưỡi thì nó tránh nhiều khi tay chúng ta không sạch đủ ha. Thì nó như có những cái mảnh vụn rơi ra đó, thì nó bảo đảm hơn chúng ta. Nhưng mà nó, cái đó tùy, nó không có cái luật nào cấm. Và chúng ta, nhất là đi mục, chúng ta phải respect cái chọn lựa của quý ông bà anh chị em. Thấy một số cha có vẻ là khó chịu khi người ta rước lễ bằng lưỡi, hoặc là một số cha khó chịu khi người ta rước lễ bằng tay, cái đó không có chính đáng. Câu hỏi kế tiếp là chị kia mê Chúa quá, mới mở YouTube ra xem mọi clips về Công giáo, rồi chị lạc vào một series của các thông điệp Đức Mẹ nói với một giáo dân ở Thủ Đức, trong đó tám điểm đều là con chẳng hiểu nên tin hay không hay không. Xin cha cho nhận xét. Tôi thấy là cái thói quen chúng ta ưa tìm cổ lạ. Cái này không có heo tì nhé. Chúng ta thấy là tôi cảm thấy là lúc sau này chính tôi cũng bảo mình vậy. Cái phát minh internet rất là hữu ích, nhưng mà chính mình cũng bị thu hút. Và mình, tôi thấy là phần lớn những cái gì tốt đẹp nhất á, nó ở ngoài có hết rồi. Và nhiều khi ngay cả những cái mạng Công giáo nữa, những bài viết giá trị nó không bao nhiêu hết. Nên tôi đến refer, mình có giờ đó, mình đọc thẳng lời Chúa, đọc những sách tu đức có chiều sâu đó, rồi mình có giờ cầu nguyện và làm việc tiếp xúc với người ngoài hơn là mình coi lên mạng áo giờ nọ đến giờ kia. Rồi kế đến cái đời sống tu đức Công giáo chính quy theo gương của Thánh Teresa đời Giêsu, là chúng ta làm những việc dung dị bình thường nhưng với một tình yêu và đức tin lớn lao, hơn là chúng ta chạy theo những cái sôi nổi hay là những cái hiện tượng lạ. Chúng ta tất cả những gì cần cho chúng ta được rỗi linh hồn, chúng ta trong sách giáo lý Công giáo, trong Thánh Kinh có hết rồi. Và nhiều khi chúng ta không học những căn bản. Nên tôi hỏi các bạn chị em, nhiều khi chúng ta có cái nguy hiểm, phần lớn chúng ta được rửa tội từ bé đó. Chúng ta vỗ ngực đạo gốc mà ngó lại gốc còi, gốc héo, gốc khô, chúng ta không có sống động nữa. Nên chúng ta phải trở lại những cái rất là căn bản. Nhiều khi chúng ta mất cái căn bản đó, hết sức căn bản. Và như vậy chúng ta sống đạo, nó có chiều sâu và nó vững chắc hơn. Bây giờ có còn vài câu hỏi nữa thì có thể là để dành cho ngày mai được không? Được.